Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là buổi chiều ngày mùng 2 tháng 11 năm 2016, Thành Luân chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu quý vị video clip những sản phẩm của anh Thắng, anh ở Vân Tảo Thường Tín đã đặt hàng đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Và trong clip này chúng tôi giới thiệu 3 sản phẩm của anh Thắng đã đặt hàng. Và thứ nhất là bộ bàn ghế như y voi tay thẻ bài bằng gỗ hương đỏ của Lào, hàng VIP, được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi hoàn thiện xong phần công đoạn oanh xi và chuẩn bị cho lên xe để đi bàn giao cho gia đình anh. Được, chống cho anh sang hẳn ngoài đằng sau rồi đi, cho ra đằng sau cái ghế này cho đỡ vướng này. Lúc này là đang quay video trong xưởng nên là cái ánh sáng nó hơi kém nên là chúng tôi phải chống cái bạt lên để cho nó to. Và thứ hai nữa là bộ bàn ghế ăn mẫu chữ thọ gỗ gụ, hàng VIP luôn. Và thứ ba là một chiếc kệ tivi bằng gỗ hương Vân Nam Phi. Cái này thì là không phải hàng VIP. Đấy, quý vị đang thấy trên hình đây. Hai sản phẩm của anh Thắng đặt hàng chúng tôi là hai sản phẩm VIP, đó là bộ bàn ghế như y voi tay thẻ bài này cộng với cả bộ bàn ghế ăn, là hai mặt hàng có tên gọi là hàng VIP. Là bộ bàn ghế như y voi tay thẻ bài hàng VIP này, đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đã hoàn thiện xong công đoạn oanh xi, oanh chân luôn, oanh xi theo đúng lối cổ truyền của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Chú bỏ cho cháu cái giá oanh xi theo lối cổ truyền nó rất giá trị, oanh nguyên vân bản gỗ, nó không có thêm một tí màu mè gì vào đây cả. Riêng hương đỏ là hương đỏ của Lào này, nó rất giá trị. Quý vị có nhu cầu liên hệ với chúng tôi 0967 110389 hoặc là 0972 770888. Ở đây hai đội ngũ thợ chúng tôi vẫn đang tấp lập oánh lại công đoạn oánh xi phần cuối cùng, rất đẹp, phải nói là cực kỳ đẳng cấp. Bộ bàn ghế này gồm có 6 món. Đó là một ghế dài, hai ghế đơn, cộng một bàn và một đôn trà và một đôn thấp. Quý vị đang thấy trên màn hình đây. Phải nói là oanh xi nên nó rất đẹp, rất đẳng cấp. Những cái sản phẩm oanh xi này không phải những cơ sở nào cũng làm được, chúng tôi khẳng định. Đội ngũ thợ chúng tôi đang tấp lập vào oanh xi, lốt công đoạn oanh xi. Quý khách có nhu cầu liên hệ trực tiếp với chúng tôi 0967 110389 hoặc là 0972 770888. Đây là chiếc bàn và chiếc ghế dài đây, quý vị đang thấy trên mình đây. Đó, rất đẹp, phải nói là bộ bàn ghế này nó là quá đẳng cấp. Bởi vì sao chúng tôi nó cho cái tên là hàng VIP, bởi vì những cái sản phẩm này chúng tôi là hàng VIP mà chúng tôi là làm cực kỳ dày dặn. Tay thẻ bài. Riêng cái hương đỏ của Lào này, vân nó chìm nó rất đẹp, càng chơi càng giá trị, nổi nguyên vân gỗ. Và đây là chiếc kệ tivi bằng gỗ hương vân của Nam Phi, gồm có kích thước là 2m6 và theo yêu cầu của anh làm buồng giữa cao, là chúng tôi làm buồng giữa cao, hai bên là cong, rất đẹp. Anh Thắng cũng đã đi rất nhiều các cơ sở rồi, nhưng mà điểm dừng chân cuối cùng vẫn là đồ gỗ Thành Luân. Đây, quý vị đang thấy trên màn hình đây. Hôm nay là buổi chiều ngày mùng 2 tháng 11 năm 2016. Và video quý vị đang xem được chúng tôi quay trực tiếp tại xưởng sản xuất của đồ gỗ Thành Luân, nằm tại làng Nghề Mộc, thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Tôi xin nhắc lại là bộ bàn ghế như voi tay thẻ bài chân cong được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi oanh xi 100%, rất giá trị. Và phía này là bộ bàn ghế ăn mẫu chữ thọ. Bàn ghế ăn mẫu chữ thọ này là hàng VIP của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Và hiện tại bây giờ là trong cái thời điểm hiện nay là gỗ gụ đang rất khan hiếm, khả năng là
Chúng tôi chỉ còn duy nhất một bộ bàn ghen chữ thọ này của anh Thắng thôi. Khách hàng nếu có nhu cầu đặt thì khả năng chúng tôi cũng không nhận được nữa. Bởi vì gỗ bây giờ không còn gỗ mà làm giá thành nó lên rất cao. Bây giờ mà đóng một bộ bàn ghế ăn như này thì giá thành nó lên cao, quá cao. Quý vị đang thấy trên màn hình đây, 8 ghế một bàn. Đây, sau đây chúng tôi sẽ phó cả này, chuyên lái xe. Lên hình. Rồi xin nhắc lại hôm nay là ngày mùng 2 tháng 11 năm 2016. Chúng tôi giới thiệu 3 sản phẩm đặc sắc của anh Thắng ở Vân Tảo Thường Tín. Anh đã ký tên lên những cái sản phẩm này. Quý vị đang thấy trên màn hình đây. Trên màn hình quý vị đang thấy đây là bộ như voi tay thẻ bài gồm có 6 món, một ghế dài, hai ghế đơn và một đôn trà, một đôn ngồi và một bàn lớn. Đấy, quý vị đang thấy trên mình đây. Chiếc bàn này có kích thước 80 x 1m6. Đấy, quý vị đang thấy trên màn hình đây. Và đường nét của bộ bàn ghế này là đường nét được đồ gỗ Thanh Luân chúng tôi là đục chạm bằng máy đục CNC. Bởi vì riêng cái bộ như ý này thì là đục tay nó không đẹp nên là chúng tôi là phải đánh xi. Đường nét chi tiết quý vị có thể chiếm ngưỡng. Bánh xi rất đẳng cấp. Và gia đình anh Thắng này thì cũng gần với cả một khách hàng của đồ gỗ Thanh Luân chúng tôi, đó là gia đình nhà chú Xuyền. Chú cũng ở Vân Tảo Thường Tín, hai gia đình là hàng xóm với nhau. Và sau khi về đồ gỗ Thành Luân chúng tôi thì vô tình mới biết được nhau là cùng sắm đồ của chúng tôi Thành Luân. Đây, kệ TV. Ngoài bộ bàn ghế như voi tay thẻ bài bằng gỗ hương đỏ của Lào ra, Thành Luân chúng tôi còn bộ bằng gỗ hương vân Nam Phi. Mẫu dáng, kiểu dáng và mẫu mã và độ dày đúng y hệt như bộ này. Hôm trước thì có chú Hải, chú ở Sơn La, chú đã về ký tên. Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý khách và xin chào hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau. Xin trân trọng cảm ơn.